Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đọc Báo Cùng Đơn Áo. Hé lộ tình tiết ghê rợn qua lời khai của cô gái Câm. Có gì sai sai nhưng mà chưa nghĩ ra nè. Đây là Sỏi, bị Câm từ nhỏ nên giao tiếp rất khó khăn. Sỏi tên thật là Thủy Ngân, cưới anh chồng tên Lưu Huỳnh. Bậy ơi, bậy ơi. Thủy Ngân cộng với Lưu Huỳnh ra chất kết tủa, chứ không có nổ banh xác đâu nha. Nhưng không ngờ, chồng Sỏi mê tín dị đoan, luyện bùa chú hại người đoạt mạng, giờ muốn giết luôn cô để bịt miệng. Báo chí gì kỳ vậy? Con nhỏ đã câm rồi còn đòi bịt miệng nó. À, là phim thôi, dựa trên một câu chuyện có thực cách đây 20 năm về bùa chú thiên linh cái. Thật sườn tâm linh. Khuyến cáo, quý bạn và quý fan vui lòng bật việc sub để có thể hiểu được nội dung clip này. Các bạn đã bật việc sub chưa? Nếu chưa thì cũng không sao vì đã có việc sub từ Ngáo. À hi hi. Để bảo vệ tính khách quan của câu chuyện, Ngáo tôi xin thuật lại nguyên văn từ lời khai của cô gái câm. Kể kiểu này hình như cũng không hiệu quả lắm. Thôi để tôi kể cho. Chuyện phim nói về một tên sát nhân do Quang Tuấn thủ vai, được xem là thử thách lớn nhất dành cho anh. Vì sao vậy? Vì khi mà vợ anh ở ngoài đẹp gì nè, còn trong phim thì vợ chính mới dậy thì xong. Vợ bé thì dậy thì mấy lần luôn rồi, kể cả vợ dự bị hàng xóm. Ôi trời, cứu hồn. Đây là Thanh Tú, cô gái chưa bao giờ được đẹp trên màn ảnh. Nói vậy chứ ở ngoài bén lắm rồi nha, lại còn có kinh nghiệm chịch rung giường. Ngoài ra còn có mấy cô hot hot nữa mà không thấy tờ báo này đề cập tới. Nhà xuất bản sách này có tâm lắm nha, vẽ hình minh họa sống động đến lạ kỳ. Các cô ấy nhờ anh Huỳnh làm bùa rồi sẵn qua làm tình luôn, thổi bụi mê cho các cô bất tỉnh rồi bình tĩnh ngồi đếm lòng. What the fuck? Thú vui tao nhã dễ sợ. Ê, đây là sao nhí thanh mỹ nè, rất có kinh nghiệm dính bùa nha. Hèn chi thầy Huỳnh thổi bùa gì được em đó. Tin này máu mè quá đi. Thôi coi tin khác thử coi. Bất ngờ với nhân vật bí ẩn trong vụ án miền Tây. Ồ, ở trên ghi là nhân vật bí ẩn, ở dưới cung cấp đầy đủ họ tên luôn nè. Chị này đóng vai vợ bé của Lưu Huỳnh trong phim. Lần đầu thầy sàm sỡ con là lỗi của thầy, nhưng để thầy sàm sỡ các lần sau thì là lỗi của con. Ngoài đời, chị này là vợ thiệt của Lưu Huỳnh đó nha, là đạo diễn lừng danh Lưu Huỳnh làm phim Áo Lụa Hà Đông đó. Ê, có nên đọc tiếp tờ báo này không ta? Thử đọc tin khác coi sao. Hoàng Yến cảm nhận về vai diễn để đời. Ừ, mém tí nữa để lại lên cái đầu rồi. Mà công nhận em 24 tuổi rồi mà có gương mặt vô văn. 16 tuổi. Nhìn cái tin liền luôn. Phim này cổ bị Quang Tuấn hành hạ là do nghiệp từ phim trước quá ức hiếp Quang Đăng. Phải mất 6 tháng mới giải hạn xong nghe chưa. 8 và bắp sống sót nhờ tò mò. Nè đi, đây là báo tâm linh hay là tâm thần vậy? Có nên đọc tiếp không ta? Ê, để coi. La Thành ba tay, hãy để chúng tôi yên. Ok, fine. Giờ thế giới báo chí hại não quá, chắc nghĩ đọc báo. Diễn viên chính: La Thành, La Bất Thành, La Làng, La Liệt, La Hồ, La Lý, La Đi. Trong bộ phim La Lên Lên.